vẫn hai tay, anh làm đi để em quay anh xem nào, quay cho bác xem gọi là không, anh làm được anh cứ làm, có anh không làm được thì thôi, nhưng mà nãy giờ là trước khi quay phim là không thấy là anh làm rất là khỏe. Cháu Khâm xin mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của cháu Khâm trên kênh Nắng Mai TV. Hiện tại thì cháu Khâm đang có mặt ở nền nhà mới em chưa phụ xây. Hôm nay lên thì thấy một cái tiến độ mới hơn rất là nhiều. Đó là cái tổng đá kia được phá ra. Đấy. Cháu Khâm cảm ơn đến cô Điệp ở Đồng Nai gửi cho Khâm 1 triệu để với nội dung rằng là thuê người lên đục đá cho chơ. Buổi chiều ngày hôm nay thì không mới lên đến đây được. Sáng nay thì nhiều cái công việc quá. Để chiều mới lên đến đây. Bây giờ là vào thời điểm 4 giờ chiều rồi. Lên thì lại dừng chỗ nhà anh báo một chút. Anh ấy bị đau mắt. Cũng như là về hỏi về cái điện đóm. Thì có lẽ là tới sẽ từ từ từng bước kế hoạch tính toán tiếp. Bây giờ là ghi hình cập nhật cái nền nhà cho cô bác anh chị cùng xem ạ. Tương lai chắc cái chỗ này sẽ làm một cái lối đi xuống. Đấy. Làm treo ở đây bởi vì chơ đổi được một cái mảnh đất khá là dài. Thì làm treo đường xuống như thế này. Đi vào đây, đường xe máy vào được tận nhà như thế này. Ơ, chào chị nhá. Chị tên là gì em lại quên mất nhỉ? Tên là Máy. Chị Máy à nhỉ? Đấy. Rất nhiều tên Máy. Bé Xính. Này à, thỏ mang nước đi cho các chú uống đi. Ở sau này mệt thế? Lại ốm à? Vâng ạ. Đau đầu à? Vâng. Thế. Chưa gọi cho thì cũng bảo là đang hôm nay là cũng ốm yếu mệt mỏi. Đang nghỉ ở nhà bên trên. Mệt quá thì đi nghỉ. Mệt quá đi nghỉ đi thôi. Cõng con nữa thế này. Mệt quá cho con đấy, mấy mẹ con nghỉ tạm đi. Ô, cái chỗ này buổi tối chưa nghỉ được đâu. Này phải kê đá lên sau đó thì là. Ôi trời, tới này anh Khâm sẽ đầu tư cho một cái tấm ván ép. Kê đá cao lên sau đó là giải ván ép và mới ngủ được chứ ở đây thì dài như này thì chỉ một trận mưa thôi là ướt hết rồi mà. Thế hôm qua quấy hết bên kia vào lại để thoáng lại bỏ ra này. Tạm thời là cái chỗ trú ẩn tạm thời thôi. À, hôm nay là có sự tham gia của gia đình chị Máy với lại anh Nô bị cụt tay. Thôi chào hai chú nhá. Hôm nay chú cũng đến hộ à? Ấy nhà anh Nô khỏe thế, nhà chào anh Nô nhá. Ui, bảo là không làm được nhưng vẫn làm tốt lắm. Nghỉ uống nước đã. Sổ đây nè. Nghỉ uống nước đã chú. Thỏ lấy chai nước giờ đây cho các chú, các bác uống đây. Thế nào, Anu tay như này thế nào. Đất vào mắt à? Ừ, cái má. Hôm nay cả gia đình đến hộ luôn. Ba đứa con này nhỉ, chị nhỉ, chị Máy nhỉ. Ba cháu này đúng không? Lúc nào cũng thấy phụ nữ thiệt thòi hơn là phải cõng thêm một người con nữa làm việc. Xem ra thì là anh Dế trước rồi đến hai vợ chồng là cũng lao lực sau khi là cái nền này làm xong này. Cũng ốm, không là cũng là con người bình thường đâu mọi người ạ. Không phải con trâu con bò, có đôi lúc nó còn lao lực, nó còn nằm ở nhà ốm chứ nói gì là người. Thì đến ngày hôm nay thì về cơ bản là cái nền của trâu thì tạm thời là được độ khoảng 85% đến 88% rồi. Với cái việc như thế này thì sẽ để anh em tiếp tục là làm xem. Bây giờ đá thì còn mỗi cục này thôi đúng không? Còn đấy. Bên kia vẫn còn à? Còn. Mà từ từ cậy là sẽ ra thôi đúng không? Rồi. Đào đất ra rồi cậy ra đây này. Hôm qua khi mà anh em mình lên thì ở đây vẫn còn mấy cục to, nhưng mà hôm nay là các bác các chú xử lý hết rồi. Lấy hết rồi, chỗ này không có hết. Còn không? Còn.
Đây dưới này chắc không còn nữa. À còn một cục bé đây bên này. Cái này còn không? Cái này. Ồ vẫn còn, vẫn còn. Ồ bên dưới vẫn còn đá. Nhưng mà so với lại mấy ngày hôm trước là nhìn đỡ hơn rất là nhiều rồi. Đây này, nói anh Nô là làm mấy việc nhẹ nhàng thôi. Hôm nọ vợ bảo làm mấy việc nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà hôm nay này này, việc này không nhẹ đâu. Một tay là không được đâu. Có một tay làm á, có một tay cầm được mà. Ừ. Đây một tay anh, hai vẫn anh vẫn hai tay. Anh làm đi để em quay anh xem nào. Quay các bác xem gọi là. Không, anh làm được anh cứ làm. À, có anh không làm được thì thôi. Nhưng mà nãy giờ là trước khi quay phim là không thấy là anh làm rất là khỏe. Đây là cũng phải ghi hình cho các bác là tàn nhưng không phế. Hôm nay là mới thấy anh về giúp, bởi vì hôm nọ chị về giúp thì là anh đang giúp anh Báo nhỉ. À không đi làm giúp thì hàng xóm không thích mình đúng không? Là được không được cũng đi. Thôi uống đi, cho các cháu uống nữa. Người ta làm đi giúp người ta, mình ra thành người ta phải giúp mình. Vâng ạ. Đạt được bao nhiêu thì là bao nhiêu. Ừ. Nhìn anh ấy. Đấy, thế thì mới biết rằng là mình đủ chân, đủ tay là một cái điều quý hơn người khác rất nhiều rồi. Đúng không? Bây giờ anh còn không đủ ngón tay rồi là anh bị gần như là bị liệt như thế này. Thế mà anh vẫn đang từng ngày cố gắng. Thì chả có lý do gì mà những người như Khâm rồi tất cả mọi người đang có một cái sức khỏe tốt hơn anh. Chân tay, ngón tay mình đủ mà mình không chịu khó làm thì không được. Lông thì là chỉ có là thế thôi. Là không được là không có ai là thế cho nó vừa A này, chạy có A này. Ờ. Nhưng mà có thằng nó cũng không làm, nó uống rượu suốt đấy. Thế như chị lấy được anh Nô, có thể là tay anh thiệt thòi một tí nhưng mà anh vẫn chịu khó làm thế này là được rồi. Vợ con không đói là được rồi. Thế thì không còn gì đâu. Thế thì chỉ còn gia đình không còn gì. Đây là gia đình của chị Máy anh Nô mọi người nhé. Bữa trước thì anh em mình cũng có một cái trợ duyên nho nhỏ đến gia đình. Tuy nhiên là cũng không có quá nhiều. Anh các bác thì gọi là thương. À, cũng có để cho gia đình một chút thôi. Thôi cố gắng nhá. Em thấy rằng là anh chị cũng nhà cũng có những con bò rồi là vật nuôi, mình cũng phải cố gắng hơn thôi. Biết làm sao được. Ở trên này thì ai cũng vất vả. Ai cũng vất vả. Thành ra thì không cố như chị nói thì là vợ với con đói đấy. Là nó bỏ đi đấy nhỉ. Nhưng mà anh Nô không làm được cái gì thì cái tay bị bụng như thế, không làm được cái gì thì ba cô đi là cái gì cái gì đâu. Rồi thì chỉ có trông cô này, đi lằn nưa này, đi ăn các cổ này, về cho nhà của nô thì chỉ có đi hụ người ta thì hụ, đường nạ thì đường nạ, được ý thì được ý. Chỉ có đi làm công thì người ta không làm công thì người ta không lấy đúng không? Không lấy là công thôi. Không nói là con thì chị có tiền dùng gia đình cô. Rồi. Không có tiền dùng cho gia đình mà. Cố gắng nuôi con này con kia để phụ thêm. Em thấy em bé bị nấm hay da đầu hay bị như nào mà ấy, đầu bị viên đỏ đỏ như này này. Chị Máy ơi, có thuốc gì bôi cho bé chưa? Nhưng mà không có tiền mua thì không mua đâu. Tôi hôm nọ cũng trích cho ít tiền thì còn dư thì đi mua thuốc về bôi cho con. Con cái mới là cái quan trọng nhất này chị ạ. Con cái nó mới là cái tài sản quý giá nhất này. Nhá. Nên là thôi, hoặc là nhờ ông Báo đi. Nhờ ông Báo chắc là mấy chục nghìn thôi, đi mua một cái tuýp kem về bôi là hết thôi mà. Đấy con như thế gãi là mấy nó lan hết cả đầu, là lúc đấy đi viện là còn vất hơn nhá. Mình không phải là lúc nào cũng bảo là không có tiền đâu. Thì biết là vẫn phải tiết kiệm để mưu sinh cuộc sống, nhưng mà con cái mới là cái tài sản lớn nhất của mình nhá. Đi mua thuốc về bôi cho con nhá. Cảm ơn cháu nhá. Ôi, chờ uống nước đi. Hôm nay có gọi cho chơi thì bảo có một hai chú đến giúp. Nói đến cái việc rằng là tại sao lại không mua đồ ăn thức uống thì cũng phải chia sẻ với các bác, thì gia đình mà lo được phần nào thì gia đình cũng phải
phải tham dự, tham lao lo vào cùng Khâm thôi. Ở đây thì không phải là bà con đến hộ thì trách nhiệm Khâm là phải mua thịt đâu. Nhưng ngày trước bên nhà Báo, nhà Mì thì vẫn biết là các anh có điều kiện hơn, thì các anh lo được bữa cơm, bữa thịt cho bà con, nên là không phải đến tay kênh. Chứ còn là bà con đến hộ như này thì gia đình cũng phải một tay tham gia vào, có gì ăn đấy, rồi là cả bố, cả trơ cũng phải tự thân vận động nữa. Nên là các bác thông cảm cho cái việc này mà quỹ ít như thế này thì không không biết là rút thế nào. Đấy, cứ mỗi ngày bây giờ nói thật với mọi người là cân thịt lợn. Dạ rồi, anh uống đi. Đấy, thịt lợn trắng rẻ hơn, thịt lợn đen khoảng 120 cân. Bây giờ cứ trích ra liên tục đều đặn thì tới này thì cũng không có để mà làm nhà. Quỹ nhà chơi, thông tin các bác là thời điểm hiện tại là hơn 90 triệu. Nếu mà ở dưới bằng thì không có thể đỡ lo hơn, nhưng mà bây giờ là cái địa hình di chuyển khó khăn cả. Vâng ạ, vâng, chị uống đi. Chị uống đi. Nên là bữa nào đông người mà gia đình cả không trang trải được thêm thức ăn thì không nên mua bổ sung. Còn có những hôm thì lên đây thì chơi cũng không có thông tin. Gia đình không đòi hỏi, nhưng mà bà con về hộ đông thì Khâm vẫn phải trích quỹ ra để Khâm mua thêm. Mấy hôm vừa rồi là cũng có mua, có một hôm là mua có mỗi cân thì các bác bảo ít quá. Các bác thông cảm, hôm đấy thì là chơ gọi cho chơ ấy. Ông em thì tiếng phổ thông rất là hạn chế, lớp 3, lớp 3 mà không có người hộ. Thì Khâm cũng lấy cái số tiền còn dư mà vừa rồi bà Điệp cho cắt tóc ấy. Hai anh em này lại bỏ một chút cái tay nghề của Khởi ra, thời gian ra để cắt cho hai anh em. Sau đó là cái tiền 100.000 thì Khâm mới mua được cân thịt hôm rồi. Thì mong các bác cũng không hiểu sai lầm về Khâm này là Khâm kia sỉ đâu. Khâm đang gọi là đáng lẽ là lấy cái số tiền mua thịt đấy để cho hai anh em đi cắt tóc ở phố huyện ấy, ở xã đấy. Tuy nhiên thì anh em mình cũng đã bỏ công ra cắt để mình lấy cái tiền đó mình mua thịt cho bà con. Thì có một số bác có lẽ là mọi người xem không kỹ thì đang hiểu lầm anh em mình keo kiệt thì không phải đâu. Đây, hôm nay có lẽ là cái tâm điểm Khâm đi lên đây ghi hình thứ nhất thì là cái nền nhà nó có những cái tiến độ mới hơn rất là nhiều về việc phá đá. Và cái thứ hai thì đây mọi người ạ, cái sự chịu thương chịu khó của một nhân vật mà đến hỗ trợ gia đình A Páo, được anh em ghi hình lên là chỗ anh Nô. Đó, tay như này mà anh vẫn làm việc rất là chăm chỉ, chịu khó về là phải rửa đi nhá. Vâng. Tắm rửa đi nhá. Vâng. Ừ, chịu khó tắm rửa đi sạch sẽ một chút. Vâng. Ừ. Thì anh như thế mà anh vẫn luôn luôn chịu khó. Ví dụ như anh xá cụt bên kênh Anh Tuyên Hoa của núi là anh ấy còn thiệt thòi hơn. Có cái anh bên kia là cụt cả tay, cụt cả chân. Vâng. Nhưng mà vẫn làm, vẫn đi cấy, vẫn đi làm việc. Thế mình bị mỗi cái tay thôi là mình vẫn hơn ông ấy. Vâng. Ông kia thì cụt cả chân này đi này, cụt cả tay này đi này, phải dùng gậy chống đi, nhưng mà người ta vẫn đi làm việc đấy chưa. Thế thôi là mình hơn người khác, mình có chân có tay là mình phải chịu khó hơn mọi người rất nhiều. Ừ. Bây giờ nói thật bảo là những người bình thường chân tay khỏe mạnh này bảo là xin đi một cái cánh tay để như anh Nô thế này, người ta cho các anh 1 tỷ không biết là ai có bán không. Nếu như cái công việc phá đá ở đây được thuận lợi thì cái số tiền 1 triệu của cô Điệp Khâm sẽ cho vào quỹ làm nhà. Không biết là có ổn không nhỉ, câu nhỉ. Tất cả mọi cái thì Khâm đều đang muốn làm sao là tối ưu hóa cái số tiền các nhà hảo tâm để sử dụng đúng mục đích nhất. Ừ,
Cẩn thận nhá, cho trẻ con đi chỗ khác nhá. Càng về sâu thì đá nó càng mục các bác ạ. Đây, đá nó nằm sâu trong lòng đất lâu ấy thì nó mục rồi. Trời ơi, bé xính rồi đấy. Tự chơi một mình quả cuốc ở đây à? Thò mệt quá rồi đúng không? Có thuốc gì chưa? Đau đầu hay như nào? Đau đầu, đau bụng. Đau bụng nữa à? Đi vệ sinh ra ngoài, đi vệ sinh như nào? Có thuốc kìa, uống thuốc kìa. Thôi nghỉ ngơi đi nhá. Đấy, cả chồng, hai vợ chồng mấy hôm nay làm đây nhiều quá thì là ốm hết rồi. Anh Dế thì là sáng nay không có gọi điện hỏi thăm. Thì là cái lúc hôm qua anh em ghi hình xong ấy, lúc toát mồ hôi nhiều kìa. Nhưng về buổi tối khi mà mặt trời lặn xong là trời mát mát hơn thì anh ấy đỡ hơn, anh lại dậy, anh ăn cơm được. Và anh vệ sinh lau dọn, ý là lau cơ thể được. Thì sáng hôm nay mà đỡ hơn rồi thì hiện tại vẫn đang ở trên nhà trên thôi. Thì anh mà không cần mua thuốc nữa. Thì cũng cảm ơn rất là nhiều quý khán giả là gọi điện cho. Có bác Giáp, bác nhắn tin cho là nên là uống nước gừng. Thì nhà chơi trên kia các ông cũng trồng được một tí. Thì là bà gia đình là đun nước gừng này. Sau đó thì là bà nấu cháo tía tô với trứng ăn. Thò ơi, nhưng mà em phải cố gắng là em trông con. Cố gắng là bây giờ mệt thì cho con đi với bà hay như nào đi. Cầm con dao này sắc lắm. Thôi đi lên nhà trên, lên nhà em để ngủ đi. Cho con lên nữa. Mệt quá rồi. Ở đây còn có ông mà nhé. Đấy, bà con người Mông thì mọi người đến hộ thì chủ nhà phải có mặt ở đây. Bây giờ là chơi nó cũng mệt thì nó nghỉ trên kia. Bây giờ vợ là phải ra đây. Mặc dù rằng là đã có ông ở đây. Về đi cho hai mẹ con về đi, lên trên nhà nghỉ đi nhá. Ở đây còn có ông rồi, ông cũng là chủ nhà mà. Đúng không? Thì không phải nhất thiết rằng là ốm thì ra đây ở đâu. Có nằm chè. Bế cả con lên. Mệt quá. Khổ thân chưa? Chơi thì tình hình như nào không chưa rõ lắm, thì nữa sẽ lên ngó ngàng xem là vừa rồi đến ngày hôm nay thì là cái nền nhà của mình tiến hành được 10 ngày. Sau 10 ngày tất nhiên là những cái thành quả thì không ghi hình cho các bác xem đây rồi. Đây là những cái thành quả mà mình đã đạt được. Xong thì chưa phải là xong, còn cái đống kia nữa, còn cái đống thì chưa xong nữa, đống đá kia chưa xong. Đây là một cái lượng đất rất là nhiều. Đây, khu vực này, xuống dưới này này. Đó là những cái gì mình đã làm được trong 10 ngày vừa qua. Nhưng sức người thì có hạn. Anh Dế ốm. Rồi đến ngày hôm nay cả hai vợ chồng cũng gọi là sắp sập nguồn rồi. Và hàng xóm thì người ta đến giúp. Được bao nhiêu thì người ta cũng đã đến giúp. Đấy. Hôm nay là những cái, kể cả như vợ, anh Nô này, chị Máy này, vừa rồi cũng đã đến hộ được một ngày. Hôm nay cả gia đình lại đến hộ tiếp. Đây là có những hộ người ta đã đến giúp đến tận 2 ngày rồi. Ví dụ như cả A Páo đi. A Páo giả sử như không tính bé Minh, bé còn nhỏ thì cũng có hai vợ chồng đến. 2 ngày thì được 4 công. Đây có những nhà đã đến hộ được khoảng 4-5 công như này rồi. Thì các bác thấy rằng là cái dân ở đây thì họ ít người quá. Đấy, họ rất là ít. Đấy, có những nhà gần như đến giúp 2 ngày rồi. Mà có nhà đến 2 người. Đấy, như nhà này chẳng hạn. Thì đến thời điểm hiện tại là người ta cũng không đến giúp nữa. Thế không vẫn phải động viên rằng là gia đình cố gắng là xử lý nốt cái phần này. Để cho xong cái phần này. Còn cái đất đào vào cái nhà thì không, sẽ để một khoảnh ở phía bên trên kia ra.
Đấy, sau này đào nốt cho vào nền nhà. Bây giờ vẫn phải đào, phá đá chỗ kia ra thì mới có đất để mà đào móng làm nhà các bạn. Tính chất cái việc này thì rất là mệt. Mọi người làm một lúc mọi người lại phải nghỉ ngơi. Có bác hỏi Khâm là trên Khâm có nắng không? Mấy hôm nay trời mát hơn. Mấy hôm vừa rồi thì mưa. Được cái là làm cái nền nhà trơ thì không quá nắng. Nhưng mà lại gặp nhưng mà lại gặp mưa nhiều. Và mấy hôm nay thì trời nó cũng râm râm như này. Tất nhiên là vẫn rất là oi. Thì các cô hỏi là không thấy mũ nón gì, sợ anh em ốm. Cháu Khâm cũng cảm ơn là sự quan tâm của cô. Đây các em bé này, tuổi nhỏ làm việc nhỏ này, từ bé là cứ đi theo bố mẹ đào đồng áng này, thì nhìn thấy mọi người làm là mình cũng làm theo. Thực ra là các bé rất chịu thương chịu khó đấy, nhưng mà cái môi trường là mình trên này mình vất vả quá. Thế mà môi trường có được cái điều kiện học tập tốt thì các bé không tin rằng là cũng sẽ có cái kiến thức nhiều hơn, có cái cuộc sống tốt hơn. Được không? Em thấy tay của anh rất yếu mà anh vẫn làm được như này mọi người ạ. Đây này. Nói tiếng Kinh đi, ở đây cũng khán giả cũng có nhiều người Mông lắm. Chị đang nói là quay phim như nào em không nghe được hết. Hả? À, như nào? Hay là bảo chồng là anh quay phim thì phải đau, mình đau như này thì mình giả vờ mình không làm được đi, để cho người ta thương, không phải đâu. Chính ra là đây mình như này mà anh vẫn rất chịu khó làm như này thì các bác mới thương đây này. Đấy. Không biết là ý chị có phải như thế không, nhưng em đang đoán đoán là thấy anh đang làm thì chị cứ nói rằng là làm chậm chậm thôi hay như nào. Không phải đâu nhá, không phải là tay chân bị tật nguyền rồi là mình cứ bảo là mình không làm được rồi mình ngồi một chỗ mình xin, thì thật ra là cũng sẽ có bác thương, nhưng mà cái đó là không phải là cái mà anh cố gắng anh làm như này này. Anh làm đúng với những gì mà hàng ngày anh đang làm. Đấy. Thì cái tình cảm mà khán giả dành cho còn gấp bội hay vào việc rằng là ngồi một chỗ là và tôi không làm được gì, các bác thương tôi cho tôi tiền đi. Bây giờ không làm thì một vợ với ba con thì như chị ấy nói thì lấy cái gì để ăn. Làm thì mới có ngô ăn, mới có con vật nuôi. Trời, mấy bé này. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ ở trên đồng cao đấy. Không biết là mai còn ai giúp không? Bây giờ còn một chỗ này này. Đấy, khoang khu vực bên kia. Chị máy xem là mai còn ai giúp được không? Đấy, ở đây còn bà con nào về giúp được chơi nữa không? Không biết. Hôm qua người ta cũng về, hôm nay thì hôm qua thì nhà báo. Gia đình thì cũng làm đến nỗi là lao lực hết rồi.
hai vợ chồng sinh năm 2006 các bác nhé. Đấy, mọi người nếu mà có các con các cháu ở tầm cái độ tuổi của hai vợ chồng này thì các bác có thể nói với các cháu rằng là ở trên này hai vợ chồng họ là đã phải làm đây những công việc như này. Ở đây kể cả Khâm cũng không thể làm được như thế. Khâm đến đây hôm nay khởi gọi là bận cả ngày rồi, cháu Khâm đi cũng mình thôi. Cháu Khâm đến đây thì gần như là lúc quay phim thì làm được gì Khâm vẫn luôn cố gắng Khâm cùng gia đình Khâm làm thôi, để mình cảm nhận cái công việc. Thì Khâm dám khẳng định luôn là bây giờ có khỏe bao nhiêu khỏe, mọi người thử đào cái này 10 ngày nắng cũng làm, mưa cũng làm. Thậm chí là có những hôm mưa các bác thấy Khâm lên anh em làm, mình cũng làm, lao vào làm, nhưng mà mình vẫn ưu tiên cái sức khỏe của mình nhiều hơn để mình còn có sức mình đi làm việc. Chứ mưa mà cũng lao vào làm như các anh em ấy thì đến ngày hôm nay ốm thật chứ không phải đùa đâu. Hai vợ chồng với A Dế thì hôm nay đỡ hơn, thì hai vợ chồng lại đổ bệnh. Quay trở lại cái nền đất mà đổ về đây thì cũng có bác góp ý cho cháu Khâm. Thì cháu Khâm cũng đã đọc bình luận rồi, các bác và Khâm nên kè lên. Đây là trong cái góc nghiêng xuống thì tính ra thì là cái kè đá lên thì sẽ rất là cao, bằng được cái nền nhà. Khâm giả sử nên kè thì rút cây thông ấy lên đi, thì nó phải cao lên cái chỗ cành. Đấy, cái chỗ cành cây thông kia thì mới bằng được cái nền của mình. Đấy. Khâm rất là cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bác, nhưng mà bây giờ cái kinh phí làm nhà thì hiện tại vẫn còn, nếu mà so sánh để mà làm những ngôi nhà mà Khâm vẫn đang làm ấy, xây chát ốp lát mái tôn xúc, thì là chưa đủ kinh phí để làm nhà. Thì cái việc kè đá thì ở đây thì sẽ tốn rất là nhiều vật liệu nữa, xi măng, đá, bột đá, công thợ. Thì nếu như không có kinh phí thì tất cả những cái góp ý của các bác thì Khâm cũng không thể làm được. Các bác cũng góp ý là kè lên, rút kinh nghiệm bên nhà Phứ. Thì cháu Khâm cũng đã đọc bình luận của các bác và hôm nay trả lời cho các bác là trước mắt thì chưa có kế hoạch để làm, bởi vì phải có kinh phí mới làm được. Cảm ơn các bác đóng góp cho ý kiến, và nếu có kinh phí làm được thì chắc chắn là Khâm vẫn muốn làm trọn vẹn nhất. Đấy, quay trở lại cái nhà của Trơ Máy. Các bác thấy rằng là mọi thứ đều đưa vô đấy, thì là vì có bác Hùng tài trợ nhiều nhất, rồi là kinh phí từ cái ngày đi chữa bệnh còn dư ra tương đối là nhiều, đấy, khoảng 150 triệu nữa, cộng với bác Hùng bác gửi 250 triệu nữa thì mình có khoảng 400 triệu, rồi là mình mua đất, rồi là mình làm nhà, rồi mình làm tầng âm, rồi mình làm mái hiên, rồi mình làm kè sau, rồi tất cả mọi thứ. Thì cái quyết định ở đây, cái yếu tố quyết định tiên quyết ở đây đó là nói thẳng ra là tiền, mọi người. Đấy, không có tiền thì không biết làm, không có tài chính thì không biết làm thế nào cả. Tất nhiên là phải có các bác nhà tâm đồng hành tài trợ thì cháu Khâm mới có thể làm được hết những cái hạng mục mà mọi người góp ý được. Ôi giời, ông này. Cuốc phải cuốc lên chỗ cao kia chứ, cuốc chỗ cao kia chứ, chỗ kia gần đá này, cuốc làm cái gì nữa. Em nhìn thấy bố mẹ làm như nào thì mình làm theo đấy. Cuốc cái đất sau thì nó mới đậu đá được. Bố của Trơ thuốc lào nhiều quá. Cháu về đây mấy hôm là cứ thấy chú được khoảng 20-30 phút lại làm một điếu. Bé gái tự ngồi này không mặc quần cho bé à chị? Mũi đốt đấy. Không nói không phải là chê hay như nào đâu nhá. Ý là thuốc lào nhiều quá cũng không tốt. Ừ. Không phải mình nói rằng là nói chú hút nhiều là mình chê chú hay như nào đâu. Thuốc lào nhiều cũng có tốt đâu. Nếu mà ăn cơm nhiều thì tốt đấy.
uống rượu mới hút thuốc lào, lào nhiều thì không tốt đâu. Trong này hỏng hết phổi đấy. Mình có hút nhưng mà hạn chế lại. Chân con nhá, chân con kìa. Đấy, thôi các bé gọi là đi vui chơi thôi, đi ra một góc bên xa xa kia tự làm. Thành ra là bảo các bé không đào thì các bé thích ra đây, các bé ở không một chỗ các bé không chịu. Có đào thì ra góc bên kia kìa, đấy, tự đào được cái gì thì đào đấy. Chứ ở đây sợ đá bắn. Đấy, đào hết quả đồi bên kia cho chú, đào hết ra. Hôm nay tiếp tục là những cái phần việc của nhà em chơi được Khâm cập nhật lên. Thành quả có rồi, nhưng mà sức người thì cũng đã hao tổn rất là nhiều rồi. Rất mong cháu Khâm sẽ nhận được thêm những cái sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để một cái ngôi nhà nữa được mặc lên đây một cách trọn vẹn nhất có thể. Hôm nay có thêm sự giúp đỡ ngày thứ hai từ phía anh Nô cột tay kia, mình cũng cái đánh giá tinh thần rất là cao của anh, làm việc không biết mệt mỏi. Ô, cảm ơn gia đình nhá, tiếp tục là đến hỗ trợ em nó. Ok, chắc ngày hôm nay thì là em đến cập nhật như thế này, trước mắt thì là tiến độ như vậy để cho quý khán giả được biết. Công việc của mình vẫn không dừng lại, mặc dù rằng là vợ thai vợ chồng là cũng ốm thì vẫn tiếp tục là bố vẫn tham gia cùng này, bà con lối xóm vẫn đến. Hy vọng là ngày mai vẫn sẽ có những cái nhân lực tiếp tục là đào cái nền này được hoàn thiện. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và Khéo Khâm vẫn hân hạnh được làm cái cầu nối của các bác, gửi yêu thương đến gia đình em Châu Phụ Xây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.